nhà máy của công ty cổ phần Nhật Việt Akari được thiết kế và chuyển giao trực tiếp từ công nghệ điện phân tiên tiến của Nhật Bản. Nguồn nước khoáng thiên nhiên từ sâu trong lòng đất sau khi được xử lý bằng công nghệ và thiết bị tiên tiến của Nhật Bản và Hoa Kỳ để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ được chảy qua hệ thống điện phân tách ion tạo ra dòng nước có tính kiềm tự nhiên với nhiều tinh chất có lợi cho sức khỏe con người. Nước thành phần trước khi đóng chai sẽ được đi qua hệ thống diệt khuẩn UV và màng lọc nano để đảm bảo tiệt trùng an toàn. Toàn bộ quy trình từ sản xuất đến đóng gói đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của Nhật Bản và ISO 22000-2018. Hiện nay, sản phẩm nước uống Ion Akari đã có mặt tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn cả nước, được các tổ chức, doanh nghiệp tin dùng và không ngừng chinh phục sự yêu mến của đông đảo người tiêu dùng. Không chỉ quan tâm đến chất lượng vượt trội trong nước Ion kiềm, mà lãnh đạo công ty còn thường xuyên trao tặng loại nước uống đặc biệt này đến các tổ chức, cá nhân để góp phần nhân rộng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt một sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý vì sức khỏe cộng đồng,